Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Nước mắt đàn ông của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Hồ Dương phụ trách. Ông Thiện sung sướng lắm, sang số phóng xe đi. 30 năm qua từ khi mất miền Nam, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ông. Suốt ngày chỉ chở bạn đi rong chơi rồi tìm đến những tiệm ăn ngon nhất ngồi thưởng thức, giúp ông quên hết những nhọc nhằn áo cơm, làm ông già trước tuổi. Duy chỉ còn một điều làm ông cảm thấy chưa trọn vẹn niềm vui là ông Quang không mê gái để ông được hưởng ké. Nhưng như thế cũng được rồi, chẳng nên đòi hỏi gì nữa. Thuở còn đi học, ông Thiện thuộc loại con nhà giàu vì bố mẹ có tiệm vàng và tiệm vải. Lên lớp 12, Thiện đã có xe Lambretta 75 phân khối, chạy loanh quanh đi tán đảo. Những chiều thứ bảy hoặc chủ nhật dạo phố hoặc vào cine, rồi ghé nhà hàng Thanh Bạch trên đường Bona, phần lớn là Thiện bỏ tiền bao hết chứ Quang không phải chi đồng nào cả. Sau 75, bố mẹ bị đánh tư sản, cả nhà Thiện mới kiệt quệ, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Để tránh bị đuổi đi vùng kinh tế mới, Thiện xin vào làm công nhân trong tổ hợp đồ gỗ và học nghề thợ mộc từ đó. Nói tổng quát, cuộc đời của Thiện tiền vận thì quá sung sướng vì tốt số không bằng bố giàu. Nhưng từ trung vận thì xuống dốc thấy rõ và xuống luôn cho đến ngày nay, cặm cụi sống qua ngày mà nuối tiếc thời vàng son thủa còn trung học. Chỉ có điều là rõ ràng định mệnh lúc nào cũng cột chặt hai người lại với nhau. Ông Thiện đi xuống thì ông Quang đi lên. Cho nên bây giờ ông Quang có bao lại ông Thiện thì cũng chỉ là oán trả ơn đền mà thôi. Ông Thiện không hề cảm thấy áy náy chút nào. Một điều nữa làm cho ông Quang rất cảm động là hồi vợ ông mất, ông Thiện có làm lễ phát tang tại gia và xin lễ cầu hồn rất long trọng ở nhà thờ. Hôm ấy thấy các con có vẻ ngạc nhiên, bà Thiện giải thích: "Chú Quang với bố chúng mày là anh em kết nghĩa từ thuở còn đi học. Thím Quang lại là bạn của mẹ. Bây giờ thím chẳng may mất sớm, gia đình mình làm lễ phát tang là đúng rồi. Các con nhớ đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa nhé." Vậy mà ông giấu không hề cho ông Quang biết. Mãi đến hôm về đây, bà Thiện mới đưa ra cuốn album chụp lại đầy đủ hình ảnh. Trên bàn thờ ở nhà ông có căng tấm vải đen viết hàng chữ trắng, ghi rõ lễ phát tang cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh. Phía dưới là bức hình chụp của Mỹ Linh trang trọng, lồng trong khung kính màu đen. Bốn đứa con của ông Thiện đầu chiếc khăn tang trắng đứng đọc kinh cùng với em gái ông là Lệ Quyên và một số người hàng xóm ông Thiện không quen biết. Đã thế khi thân phụ ông Phùng Quang, tức là cụ Phùng Quân, qua đời mà anh em ông Quang chưa kịp về, ông Thiện lại năng nổ lo toan y như cha ruột của mình. Tất cả những việc làm ấy, ông Thiện đều không hề kể với ông Quang, chỉ nghe cô em nói lại mà thôi, khiến ông Quang lại càng thêm cảm phục. Xe rẽ ra con đường lớn, ông Thiện nói: "Mày thích ăn đồ Tây hả? Tao đưa mày lại cái tiệm Le Chateau ở bên quận 3. Thức ăn Pháp chính hiệu, nổi tiếng nhất là món gà nấu rượu vang. Nói là tiệm nhưng mà thật ra là cái tư gia của nhà người ta, treo cái bảng hiệu nhỏ lắm nên ít người biết. Mày đến đó sẽ gặp toàn Việt Kiều với khách nước ngoài thôi." Ông Quang hài lòng bảo: "Ừ, đến đó đi. Vậy mà từ hôm tao về đến giờ tại sao mày không nói?" Ông Thiện đáp: "Tại tao cứ tưởng mày chỉ thích ăn món ăn Việt Nam thôi." Ông Quang im lặng mỉm cười một mình. Mấy chữ món ăn Việt Nam đang làm ông khổ tâm từ mấy ngày nay. Là vì từ hôm về đây, ông cố gắng ghé ăn cơm thường xuyên ở nhà cô em gái, tức Lệ Quyên, để em ông khỏi trách ông lơ là tình ruột thịt. Ngày đầu cô em hỏi: "Bác thích ăn cái gì để em nấu? Tây tàu gì em nấu được hết á." Ông Quang buột miệng đáp: "Tây tàu thì anh ăn mãi rồi, về đây chỉ thích những món ăn quê hương thôi." Đó là câu trả lời thời thượng của rất đông Việt Kiều, muốn làm ra vẻ mình tha thiết với quê nhà, không nỡ chê đất nước mình nghèo. Cô em ông thì cứ tưởng thật, cho nên là cứ thịt kho dưa giá, canh chua cá kho tộ mà nấu giết,
Ăn đến bữa thứ ba ông đã chán ngấy mà ngại không dám nói. Cô cũng đổi món cho ông, làm thịt đông dưa chua. Nhưng thịt đông của cô mỡ màng quá, không ăn thì sợ em buồn, mà ăn tới đâu thì lo tới đó, vì cholesterol sẽ tăng cao vùn vụt. Cô em cứ gắp mãi thức ăn bỏ vào bát cho anh và bảo: "À, anh dùng đi, Việt Kiều về nước ai cũng thích những món đặc sản quê hương. Anh ăn thật tình đi nhá, đừng có làm khách. Đây, đây thêm cái này mỡ béo ngon lắm." Ông Quang đành cắn răng mà nuốt. Cô em lại hỏi: "Mấy năm nay nghe bảo là bác vẫn ở một mình, thế ai nấu cho bác ăn? Chả nhẽ ngày nào cũng cơm hàng cháo chợ à?" Cũng may, mỗi ngày ông chỉ ăn ở nhà Lệ Quyên có một bữa, còn bữa kia thì ông Thiện dắt đi ăn ngoài nên cũng đỡ ngấy. Vào nhà hàng, hai người chọn chiếc bàn sát cửa sổ nhìn ra mảnh vườn bên hông có dàn thiên lý xanh mướt. Khách khá đông, thấp thoáng vài người da trắng ngồi với những thiếu nữ Việt Nam. Bên ngoài nắng chiều đã tắt nhưng trời vẫn còn nóng hâm hấp, cho nên bước vào căn phòng máy lạnh, ông Quang thở phào vì thấy khỏe hẳn cả người. Nhạc mở nho nhỏ những bài ca nổi tiếng từ thập niên 70 của Christoph làm ông Quang lặng người, đưa tâm hồn về kỷ niệm cũ. Đối với ông thì nhạc tình xì lô không nước nào trên thế giới có thể sánh bằng nước Pháp, cũng như nhạc rock của Mỹ hay nhạc đấu bỏ của Tây Ban Nha. Ông kéo ghế ngồi rồi đưa mắt nhìn quanh. Trên tường treo mấy bức tranh khổ lớn ghi những hình ảnh biểu tượng của Paris như điện Versailles, thép Eiffel, cổng Khải Hoàn Môn và bảo tàng viện Louvre trên sông Seine. Bồi bàn là những cô gái mặc đồng phục quần tây, áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, có thêu tên tiệm Le Chateau trước ngực. Ông Thiện gọi thức ăn và một chai rượu chát đỏ. Ông ăn uống ngồm ngoàm, thoải mái khác hẳn với ông Quang, hay đúng hơn là đa số người hải ngoại, ăn cái gì cũng để ý chất béo, chất đường, vì càng ngày nước Mỹ càng có quá nhiều căn bệnh nhà giàu. Ông Thiện kêu cho mình món tôm hùm đút lò, đổ đầy bơ vàng ngậy lên trên đó. Ông Quang thì gọi món Chateaubriand, thêm tô salad trộn dầu olive. Đĩa nào bưng ra cũng trình bày mỹ thuật và sang trọng, bên cạnh những đồ phụ tùng, khăn dao muỗng nĩa của Đức sáng loáng, trông thật đẹp mắt. Ông Quang ăn thử miếng thịt bò thái vuông rồi gật gù bảo: "Tiệm này nấu rất khá. Hay là lát nữa đặt bàn, mình đặt bàn đi. Ngày mai đưa cả nhà mày lại đây cho nó lạ miệng. Chứ cơm tàu thì thường quá." Ông Thiện cầm cái khăn đỏ lau sơ hai bên mép loang loáng dầu mỡ. Ông nuốt miếng thức ăn đang nhai dở rồi đáp: "Có hai lý do tao không dám nghĩ đến tiệm này. Thứ nhất là nó đắt quá. Ăn thức ăn Tây thì phải kèm thêm chai rượu chát. Thứ nào cũng tốn tiền cả. Thứ hai, con Giang nhà tao nó có ra ngoài bao giờ đâu. Không có bồ bịch gì cả, đi ăn với ai? Quanh năm cứ cơm rau ở nhà, thành ra vừa nghe mày rủ đi ăn là nó chỉ nghĩ đến cơm tàu mà thôi. Bà xã tao thì lúc nào cũng chiều nó." Ông Quang xua tay đáp: "Dẹp đồ tàu đi. Mày đếm xem nhà mày tất cả bao nhiêu người, lát nữa tao reserve cái bàn trước, chiều mai cả nhà kéo lại đây. Mày đừng lo, tao sành ăn lắm, tao biết tiệm này ăn được. Con Giang nó ăn một lần ở đây nó sẽ thích ngay." Ông Thiện cảm động gật đầu. Ông bưng ly oai uống một hớp lớn, chất men bắt đầu ngấm nhẹ vào cơ thể. Ông chớp mắt hạ giọng bùi ngùi: "Ôi, tội nghiệp con bé. Từ ngày thằng kia bỏ, nó sống cũng như người tu hành." Ông Quang ngơ ngác ngắt lời: "Mày nói ai?" Ông Thiện nhấn mạnh: "Con Giang nhà tao chứ ai. Làm như nó trốn tránh tất cả mọi người. Mẹ nó cứ bảo là răng khuyết thì còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết sinh. Nó cứ lùi thủi như thế thì chả mấy chốc mà thành gái già. Nó nghe mẹ nó nói nó chỉ cười. Cái dạo mới quen thằng Toàn nó đẹp lắm, cả xóm ai cũng giục nó đi thi hoa hậu." Ông Quang thản nhiên nói: "Thì bây giờ nó vẫn còn đẹp đấy chứ. Tại nó giống mẹ nó chứ nên mới đẹp, chứ nó giống mày thì vứt đi rồi." Câu nói đùa không làm ông Thiện nhếch mép. Ông thoáng nhớ lại những ngày cực kỳ đen tối trong gia đình ông. Con gái ông được tin người yêu lấy đứa khác ở lại luôn bên Canada, vật vã bao nhiêu ngày trời, mấy phen đòi tự tử, đang đi làm bỏ việc về ở nhà, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Cả nhà không làm ăn gì được, suốt ngày
thay nhau mà canh chừng bên cạnh vì sợ Giang liều thân tìm cái chết. Cả năm sau Giang mới tạm bình phục, nhưng từ đó ít khi muốn ra khỏi nhà, dù nhiều chàng thanh niên vẫn tiếp tục theo đuổi. Bà Thiện cũng muốn con quen người khác để khỏa lấp, nhưng Giang nói thẳng: "Không, con không muốn gặp ai nữa. Con cũng chán cái đất Sài Gòn này lắm rồi. Con chỉ muốn đi ra nước ngoài thôi." Bà Thiện gắt nhẹ: "Chỉ muốn ra nước ngoài thì phải giao dịch, phải gặp người này gặp người kia, rồi may ra mới có người mai mối, hoặc là tìm bạn ở trên internet. Chứ mày cứ ngồi ru rú trong nhà như thế này thì ai mà về đây mà cõng mày đi." Giang thở dài im lặng không nói nữa. Bà Thiện khẽ bảo chồng: "Chắc là nó hận cái thằng Toản nó ra nước ngoài rồi bỏ nó, nên nó cũng muốn xuất cảnh cho nó đỡ tức thế thôi, chứ còn vài tháng tôi nghĩ rồi nó cũng quên." Nhưng rõ ràng là Giang không quên. 5 năm rồi cô vẫn chưa thay đổi, chả muốn có tình yêu mới. Mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh hầm hiu của con gái, ông Thiện xót xa lắm. Ông nhìn ông Quang tha thiết nói: "Mày ở bên ấy mày quen nhiều, mày xem có thằng nào về rước nó đi hộ tao thì là tốt nhất. Tao biết nó chỉ thích xuất cảnh ra nước ngoài thôi." Nhìn nét mặt khẩn khoản của ông Thiện, ông Quang mới thấy rõ lòng cha thương con. Con Kim, con gái ông thua Giang 1 tuổi, mà giờ này đã lấy chồng được mấy năm, đang chung sức gây dựng sự nghiệp. Ông hiểu thấu nỗi lòng của vợ chồng ông Thiện, nhìn con sốt ruột lắm mà không làm gì được. Ông chưa biết nói gì để an ủi ông Thiện, lại thêm: "Hôm trước có người giới thiệu cái thằng kia cho nó để làm hôn thú giả rồi bảo lãnh nó qua Mỹ. Nhưng họ đòi tới 30.000 đô Mỹ. Tao làm gì có tiền. Giá gặp được người có lòng thương nó mà đón nó đi thì chẳng những không tốn tiền mà nó lại yên bề gia thất, vợ chồng tao cũng an lòng." Ông Quang trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ xem có quen ai còn độc thân bên Mỹ để giới thiệu cho Giang. Tay ông nâng ly rượu chát nhưng không uống nữa, vì ông đã cạn đến ly thứ hai rồi. Ông Thiện cũng quay đầu nhìn ra sân bằng ánh mắt rất đăm chiêu. Bữa ăn bỗng dưng mất vui. Ông Quang uống rượu vào thì mặt đỏ gay, còn ông Thiện càng uống thì mặt lại càng sám ngắt. Một lúc sau, ông chợt quay lại mở to mắt nhìn ông Quang, ngập ngừng một chút rồi bất ngờ hỏi: Mày không vướng mắc gì hay là mày giúp nó được không?" Ông Quang giật mình đặt vội ly rượu xuống bàn và trợn mắt hỏi lại: "Mày bảo tao làm hôn thú với con Giang à?" Ông Thiện bình thản gật đầu: "Nếu mày không ngại." "Mà có gì đâu mà ngại, thiếu gì những ông Việt kiều già gần xuống lỗ còn về đây cưới vợ 18-20 cơ mà." Ông Quang mỉm cười cho không khí bớt căng thẳng. "Họ thích vợ trẻ thì họ cứ việc lấy, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Nhưng tao thì khác, không nhẽ tao tụt xuống làm con rể mày à?" "Mà tao nói thật, dù tao có làm con rể mày, tao vẫn kêu mày bằng mày như thường." Ông Thiện không cười nổi vì đầu óc đang nặng trĩu. Ông chỉ có 2 đứa con gái là Giang và Hà. Giang sinh năm 75 nên ông Quang mỗi lần ghé thăm vẫn thường bế Giang ngồi trên lòng. Còn Hà ra đời sau khi ông Quang vượt biển năm 79 nên ông hoàn toàn không biết. Lớn lên Hà thua hẳn nhan sắc của chị, nhưng cuộc đời lại bình lặng, chồng con đề huề. Ngược lại Giang thì lận đận tình cảm, đến nay vừa bước vào cái tuổi đã toan về già rồi, làm cả nhà hết sức bận tâm. Ông Thiện nghiêm trang nói tiếp: "Tao đâu có dám nghĩ đến việc mày yêu thương nó. Tao chỉ cần mày giúp tao cho nó ra nước ngoài là vợ chồng tao mừng rồi. Để nó ở đây sớm muộn gì nó cũng dở điên dở khùng, thì khổ cho cả nó lẫn vợ chồng tao." Ông Quang nhíu mày cãi lại: "Mày nói làm sao chứ, tao thấy nó vui vẻ lịch sự lắm, có dấu hiệu gì bất thường đâu mà mày lo vậy." Ông Thiện phân trần: "Có mày về chơi thì nó vồn vã như thế đấy, chứ bình thường cậy miệng nó cũng chả nói câu nào. Cả tuần nay thấy nó vui, vợ chồng tao mừng lắm. Tao hỏi, có ai như nó không chứ? Thời buổi của khôn người khó, tìm được việc làm ở cái đất Sài Gòn này đâu phải là dễ. Thế mà nó đang làm thư ký cho viện giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Kính. Nói đúng ra là làm receptionist, vì nó có nhan sắc. Nó thất tình, nó bỏ ngang, về nhà ngồi may. Ông bác sĩ gọi mấy lần nó không thèm trả lời. Vậy là nó khùng rồi chứ còn gì nữa." Bây giờ thì ông Quang mới hiểu tại sao ông bà Thiện hết sức chiều chuộng Giang. Chẳng những chiều mà dường như còn sợ nữa. Điển hình là ông Quang rủ đi ăn,
ông bà Thiện cũng để cho Giang lựa nhà hàng, chỉ ngại làm trái ý con thì con sẽ nổi điên như hồi mới thất tình. Ông Quang múc muỗng đường bỏ vào ly cà phê rồi khoáng nhẹ nhẹ. Ông nhớ lại mới trưa hôm qua, sau bữa cơm ở nhà Lệ Quyên, em gái ông nhìn ông tỏ vẻ ái ngại rồi lo âu nói: "Thế anh có định lấy vợ lại không? Hơn 5 năm rồi còn gì. Mà em bảo thật nhá, về bên này á thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Con gái bên này nó bạo lắm. Vợ chồng người ta đi với nhau sờ sờ mà nó còn xông lại nó ghẹo chồng người ta. Huống hồ chứ anh chỉ về có một mình mà nó lại biết anh là Việt Kiều nữa. Nhiều ông Việt Kiều về đây à, bị chúng nó cho vào chồng, moi không còn một đồng dính túi á." Ông Quang cười: "Anh đâu có tiền để trong túi đâu mà sợ chúng nó moi." Cô em nghiêm mặt tiếp: "Em nói thật đấy chứ không phải đùa đâu. Nếu mà anh muốn định tiến thêm bước nữa thì để em lo liệu cho. Em tìm người em giới thiệu. Quen ai thì mình cũng phải biết gốc biết gác gia đình người ta rồi mình mới nên quen. Chứ gặp ngoài đường trời ơi cạm bẫy nhiều lắm anh ơi." Dĩ nhiên những điều Lệ Quyên nói ra ông Quang đều đã biết cả. Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội mất quân bình, sống tạm bợ, quên mọi nền tảng giá trị, cho nên chuyện gì người ta cũng dám làm. Ông đang suy nghĩ về những lời cô em nói thì ông Thiện lại nghiêm mặt nhìn ông và nhắc lại: "Mày nhắm có giúp tao được không? Mày bảo lãnh con Giang qua Mỹ với mày được không?" Ông Quang không biết nói sao. Việc này tế nhị quá mà bạn ông lại đặt ra bất ngờ, rồi cứ hối thúc ông phải có câu trả lời ngay. Nghe chuyện của Giang, thật lòng ông cũng thấy xúc động, nhưng tự dưng ông đeo cái ách vào cổ để làm gì? Dĩ nhiên giữa ông và ông Thiện có mối quan hệ rất chặt chẽ và ông có bổn phận phải hỗ trợ bạn. Nhưng ông cần phải suy tính xem, nếu ông bảo lãnh Giang qua Mỹ thì các con ông có đồng ý hay không? Nhất là con Kim, thua Giang có 1 tuổi. Ông đẩy nhẹ đĩa thức ăn còn đang dở sang một bên rồi giơ tay ngoắc cô hầu bàn gọi cho mình đĩa bánh flan và tách cà phê, trong khi ông Thiện cứ nhìn ông đăm đăm chờ đợi. Về phía ông Thiện, tất nhiên ông quá thương con, muốn làm thỏa mãn khát vọng xuất ngoại của con. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết tính xa. Con gái ông sang được bên Mỹ thì gia đình ông sẽ có một đầu cầu tiếp tế về tiền bạc để vợ chồng ông dưỡng già. Người trong nước ai cũng nhận ra một sự thật cụ thể là hễ gia đình nào có người ở nước ngoài thì cuộc sống kinh tế sẽ bớt hẳn mối lo toan, bởi trong nước lúc nào cũng thấy bấp bênh. Ngay cả những người giàu hôm nay, ngày mai cũng có thể trắng tay. Ngồi yên một lúc, ông Quang mới ngẩng lên bảo: "Mày để từ từ tao tính xem. Đưa nó sang Mỹ thì phải cho nó đi học, rồi tìm công ăn việc làm cho nó, chứ sang Mỹ ngồi chơi à?" Ông Thiện thở phào vì coi đó là câu trả lời nhất trí của ông Quang. Ông hăng hái nói: "Tiếng Anh nó giỏi lắm rồi. Nó đậu mấy cái bằng tiếng Anh nữa, rồi thêm cái bằng kế toán ngân hàng. Tại nó chán đời không chịu đi xin việc làm." Ông Quang nhắc lại: "Nhưng mà khoan, để từ từ ta coi." Ông Thiện lại đề nghị: "Hay là tuần tới mày ra Hà Nội cho nó đi theo với mày, để nó chỉ dẫn cho mày đường đi nước bước." Ông Quang giơ tay nhấn mạnh: "Chỉ dẫn cái gì mới được chứ. Cho nó ra Hà Nội cũng được, nhưng phải có mày. Tao đâu có thể đi riêng với nó được, kỳ lắm." Ông Thiện hài lòng không nói nữa, coi như ông đã đi được quá nửa đoạn đường, giải quyết mối bận tâm về con gái. Ông vẫy tay gọi bồi bàn tính tiền. Ông Quang thì tiến thẳng ra quầy, đặt bàn cho bữa cơm gia đình chiều mai. Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhiệt độ đang dần dần hạ xuống theo từng cơn gió thoảng, những ngọn đèn đường vàng vọt vừa bật lên. Ông Thiện đứng trên thềm, đốt điếu thuốc rồi bước ra sân lấy xe, hân hoan chở ông Quang về khách sạn. Trở lại nhà, ông Thiện vội vã đẩy Honda vào lối hông, khóa lại rồi hăm hở vô gặp vợ để thông báo bản tin quan trọng. Hai thằng con trai đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách. Ông nhìn thoáng và nói nhanh: "Chiều mai bố cho chúng mày đi ăn cơm Tây. Đi đâu thì đi, 5 giờ phải có mặt ở nhà. Một đứa chở mẹ mày, một đứa chở chị Giang mày đi." Không chờ hai con trả lời, ông đi thẳng vào phía trong, nơi vợ ông và con gái lớn vẫn đang ngồi may dưới ánh đèn mờ ảo. Ông ngồi xuống đi văng bên đống quần áo và nghiêm mặt bảo Giang: "Bố vừa nói chuyện với chú Quang, bố đề nghị chú ấy làm hôn thú với con rồi bảo lãnh con sang Mỹ." Bà Thiện đang đạp máy ngừng phát lại, chố mắt nhìn chồng, miệng há ra nhưng không nói được lời nào.
Bà không ngờ chồng mình dám nêu ra sáng kiến táo bạo như vậy. Dĩ nhiên bà vẫn thấy nhan nhản những ông Việt kiều gần đất xa trời về Việt Nam cưới vợ trẻ. Và bà thường lẩm bẩm lên án là già không nên nết. Nhưng việc chồng bà nhờ người bạn thân bảo lãnh con gái bà thì bà chưa hề nghĩ đến bao giờ. Bình thường bà vẫn đánh giá ông Thiện là người ít óc sáng tạo. Mãi đến hôm nay bà mới phục ông là sâu sắc, đề xuất được một kế hoạch quá vĩ đại là nhờ ông Quang đưa con gái mình sang Mỹ. Giang cũng ngừng đạp máy ngẩng lên hỏi bố. Lấy thật hay lấy giả hả bố? Ông Thiện ngạc nhiên vì câu hỏi của con. Bà Thiện đã lấy lại điềm tĩnh, trong lòng rộn rã niềm hy vọng. Bà vội trả lời thay cho chồng. Thật hay giả thì cũng tùy ở con chứ, chú ấy cũng còn trẻ mà. Dĩ nhiên so với ông Thiện thì ông Quang trẻ thật. Mấy năm gần đây ông lại rất thư nhàn vì các con đã học xong. Bản thân ông lại may mắn về tiền bạc, làm gì mà không trẻ. Huống chi tóc ông chưa rụng nhiều, khác hẳn với ông Thiện vừa lưa thưa vừa bạc trắng. Ông Thiện đỡ lời vợ giải thích thêm. Bố thì bố chả quan tâm là lấy thật hay lấy giả. Miễn sao con sang Mỹ được, để con vui là bố mẹ mừng rồi. Bà Thiện nóng ruột hỏi chồng. Nhưng mà chú ấy bảo sao, đã bằng lòng chưa? Ông Thiện dài dòng kể. Ông ấy chưa trả lời dứt khoát, bảo để từ từ rồi ông ấy tính. Nhưng tôi đoán là được, vì tôi có kể thật cho ông ấy nghe hoàn cảnh của con Giang. Xem chừng ông ấy cũng xúc động. Giang ngắt lời bố. Nghĩa là chú tội nghiệp con đó hả? Ông Thiện sợ con gái tự ái rồi dở chứng ngang ngạnh, vì ông biết tâm tính con gần đây rất bất thường, vừa tự ti vừa tự tôn. Tự tôn vì có thời đẹp nổi tiếng, và tự ti vì mặc cảm bị người yêu bỏ rơi. Ông vội nói chữa. Đâu có phải tự dưng bố đưa ra cái đề nghị này. Tại bố thấy chú Quang cứ khen con vừa đẹp vừa lịch sự, rồi chú ấy hỏi thăm về đường chồng con của con, nên nhân tiện bố mới dám nói. Bà Thiện thì chưa gì đã rộn rã niềm vui. Vận hên của bà có lẽ đã đến lúc, cho nên trời xui khiến cho ông Quang tìm về đây để gia đình bà hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Chẳng những ông trao tặng bà cả một đống tiền, lại còn rước con gái bà lên đường sang Mỹ. Bà hân hoan bảo con. Chú Quang, chú thua bố mày 2 tuổi, nhưng mà người ta sống ở nước ngoài, đâm người nó cứ trẻ non. Nhìn chú tưởng độ chừng 40 chưa bao nhiêu, còn coi bố mày kìa, cứ lụng khụ như ông già. Thật ra thì từ khi ông Quang về đây, ngồi bên cạnh ông Thiện, bà Thiện mới thấy chồng mình già vì so sánh với ông Quang. Chứ người trong nước ở tuổi 57, ai cũng già như ông Thiện cả. Mà vì ai cũng già nên chẳng thấy ai già nữa. Bà nhìn con gái dò phản ứng, nhưng Giang chỉ cúi đầu suy nghĩ không nói gì. Ông Thiện lại thêm. Chiều mai chú Quang mời cả nhà mình đi ăn cơm. Bố thì bố biết là con thích cơm tàu, nhưng mà chú Quang đặt nhà hàng Tây rồi. Chú ấy quả quyết là thể nào con cũng thích vì nhà hàng này ngon lắm. Giang rất tin tưởng sự nhận xét của ông Quang nên vui vẻ nói. Vâng, con biết mà. Chú là người sành ăn lắm. Đã nói ngon thì chắc là phải ngon rồi. Ông Thiện hài lòng nhìn con. Ông thấy vui vì rõ ràng con mình có thiện cảm với ông Quang. Mà Giang có thiện cảm với ông Quang thật, bởi cô đã nghe bố mẹ kể nhiều về ông. Một người đàn ông chung thủy 25 năm bên người vợ cũ. Rồi khi vợ mất, ông ở vậy thêm 5 năm nữa để nuôi con ăn học. Giờ này vẫn chưa để ý đến ai. Người như thế chắc chắn phải là người tốt. Thà rằng Giang quen một người lớn tuổi như ông, còn hơn những thằng thanh niên trai trẻ mà hay thay lòng đổi dạ như người tình cũ đã bỏ cô cách đây 5 năm. Cô còn đang nghĩ ngợi thì ông Thiện lại thêm. Tuần tới bố với chú Quang định ra Hà Nội mấy hôm. Chú ấy muốn về thăm quê ở Sơn Tây. Con có muốn đi chung cho biết hay không? Bà Thiện vồ ngay lấy cơ hội, hăm hở nói. Ừ đúng rồi đấy, đúng đúng, tôi thấy được đấy. Cứ để nó đi với chú Quang, chứ còn ông đi làm gì? Giang nhìn mẹ mỉm cười. Trời ơi mẹ, mẹ làm gì mà mẹ cuống lên thế? Để chiều mai gặp chú Quang, con hỏi xem là chú muốn như thế nào. Cả hai vợ chồng cùng thở phào đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng tràn trề hy vọng, mặc dầu chuyện chưa đi tới đâu cả, chưa biết ông Quang có đồng ý hay không. Chờ Giang lấy quần áo đi tắm, bà Thiện bảo chồng. Này, ông này, tôi mừng là vì cả tuần này tôi thấy con Giang nó vui, nó lại thích nói chuyện với chú Quang ấy chứ.
Ông thấy không, khách đến nhà mặt nó cứ lầm lầm lì lì, nhiều khi mình phát ngượng lên ấy. Nói thật nha, nếu mà chú thương sắp đặt mọi việc suôn sẻ thì tôi với ông chả còn phải lo gì nữa. Ông Thiện trầm tư không nói, đem con gái gả cho thằng bạn, cứ sự thường thì thằng bạn phải hăm hở vồ ngay lấy mới phải. Vậy mà ông Quang vẫn hững hờ. Lúc đầu thì ông Thiện đoán là ông Quang làm bộ ngượng ngùng, nhưng giờ đây ông sực nhớ ra một điều quan trọng, là hình như ông Quang không thích đàn bà nữa. Cả tuần nay cùng nhau rong chơi, mấy lần gợi ý rủ đi massage sau sông hơi, ông Quang đều lắc đầu. Tự dưng ông Thiện đâm lo, bạn ông không thích đàn bà thì kế hoạch của ông kể như sẽ hỏng. Bà Thiện vừa leo lên giường lại tụt xuống ngay và hỏi chồng. Thế ông đã báo cho con Hà nó biết chưa? Ngày mai cả nhà đi ăn, chả nhẽ bỏ nó. Vừa nói bà vừa đi nhanh ra phòng khách. Hai thằng con trai vẫn đang xem tivi, cười sằng sặc vì vở hài kịch đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ. Bà nhấc điện thoại kêu cho đứa con gái thứ hai hẹn chiều mai đến đây, rồi cùng đi cả gia đình. Bà quay vào buồng toan bàn tiếp với chồng về chuyện hệ trọng giữa con gái bà và ông Quang, thì sực nhớ ra một việc khẩn cấp. Ông Thiện đang nằm ngửa trên giường thản nhiên hút thuốc, phà khói dày đặc lên trần trong căn buồng chật chội không có vách tường mà chỉ ngăn bằng những tấm màn vải mỏng. Bà Thiện lên tiếng. Ôi, tí nữa tôi lại quên nè. Lúc nãy ông Huân có gọi đó, đòi gặp ông gấp. Tôi bảo là ông đi vắng. Ông dặn là ông về giờ nào thì cũng phải điện ngay cho ông. Khuya mấy cũng được, phải điện di động cho ông ạ. Ông Thiện ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy. Ông Huân là giám đốc công ty sản xuất đồ gỗ, nơi ông Thiện làm việc hơn 10 năm qua và mới xin nghỉ không lương một tháng để ở nhà tiếp ông Quang. Như vậy thì chắc là trong công ty có việc quan trọng lắm, cho nên phải hỏi ý kiến ông vì ông là trưởng phòng thiết kế mẫu hàng và kiểm phẩm. Ông bước xuống giường cua chân tìm đôi dép và hỏi vợ. Ông ấy có nói là cần gặp tôi để làm gì không? Tôi đang nghỉ mà. Bà Thiện ngồi xuống mép giường, đưa hai tay bới lọn tóc sau gáy và nói. Có, nó bảo là hình như là mới ký được cái hợp đồng lớn với khách sạn Hoàn Mỹ, cung cấp toàn bộ giường tủ bàn ghế cho khách sạn. Chắc là ông phải trở lại làm việc thôi, chứ không được nghỉ nữa. Vì lão nói là 3 tháng là cái hợp đồng phải hoàn tất. Thôi, gọi cho ông đi. Ông Thiện thở dài rồi đi nhanh ra phòng khách. Ông tự tay vặn nhỏ volume TV xuống rồi khom người ấn số điện thoại. Quả đúng như lời bà Thiện vừa thông báo, công ty yêu cầu ông ngày mai trở lại vì phải sản xuất gấp hàng loạt mặt hàng theo hợp đồng. Ông Thiện dùng rằng chẳng biết tính sao, không đi làm thì sợ mất việc, mà đi làm thì tiếc những ngày thoải mái bên cạnh ông Quang. Bạn ông 25 năm mới gặp lại, bỏ không tiếc hay sao? Huống chi ông vừa có một món tiền lớn do ông Quang tặng, có nghỉ cả năm cũng chả hề hấn gì. Biết ông chưa muốn đi làm, giám đốc công ty khẩn khoản đề nghị. Thôi thế này, anh ráng trở lại làm đi. Không phải lúc nào công ty mình cũng kiếm được cái hợp đồng tốt như thế. Hết 3 tháng hợp đồng thanh lý xong, tôi sẽ cho anh nghỉ nguyên 1 tháng mà tôi vẫn trả lương cho anh như anh đi làm. Nhất trí chưa nào? Ông Thiện ngần ngại quá, tuổi đã gần 60, kiếm được chỗ đứng như ông không phải là dễ, huống chi ông lại mới được thăng chức, chỉ ngồi vẽ kiểu mẫu, hướng dẫn rồi kiểm tra công tác của nhân viên mà thôi. Nếu để mất chỗ này, ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, mà không dễ gì xin việc khi tuổi đã quá cao. Suy nghĩ một chút, ông đành trả lời ông Huân. Ngày mai là thứ 6 rồi, ông cho tôi nghỉ hết tuần này, thứ 2 tôi bắt đầu làm lại. Người nhà tôi từ Mỹ về, 25 năm mới gặp nhau. Ông đang nói dở thì đầu dây bên kia ngắt lời và đồng ý ngay. Ông Thiện cúp phone và quay vào buồng với vợ. Bà Thiện hỏi ngay. Sao, có đúng như tôi nói không? Ông Thiện uể oải gật đầu. Bà Thiện sáng suốt đề nghị. Thì người ta cần mình thì người ta mới kêu mình lại chứ. Thôi thì ông, tôi thấy là ông cứ đi làm đi. Đằng nào tuần tới chú Quang chứ cũng ra Hà Nội rồi. Ông bận thì con Giang nhà mình nó đi với chú chứ có gì đâu. Thì nó đi thì nó học hỏi thêm thì một đôi công chuyện chứ. Ông Thiện thấy rõ giờ này vợ ông chỉ còn nghĩ tới một việc duy nhất là kết nối con gái mình với ông Quang. Dĩ nhiên đó cũng là điều mong ước của ông, và chính ông đã mạnh miệng nêu ra đầu tiên. Nhưng vợ ông dường như không biết ông đang buồn đứt ruột vì phải đi làm lại, trong khi ông Quang còn nán lại Việt Nam đến hơn 2 tuần lễ nữa. Phía sau, Giang vừa tắm xong đang phơi quần áo trên sợi dây căng ngang mảnh sân nhỏ. Cô ngẫm nghĩ và thấy mình thật tức cười.
gần 5 năm không muốn đi ra ngoài, tự dưng hôm nay lại hăng say nhận lời đi ăn với ông Quang và cả gia đình. Cô tự hỏi ngày mai sẽ mặc đồ gì, bởi quần áo của cô có lẽ đã lỗi thời hết rồi. Mặc dầu cô không lên cân, không xuống cân, thân hình vẫn giữ nguyên như cũ. Chắc sáng mai phải chạy đi sắm một bộ quần áo mới. Cô mỉm cười và tắt đèn vào buồng ngủ. Chiều hôm sau, cả nhà gặp nhau ở tiệm Le Chateau. Ông Quang giục ông Thiện đưa mình đến trước, bởi ông là người đứng ra mời, không nên tới sau khách vì như thế là thiếu lịch sự. Hai ông ngồi chờ ngoài sân trên cái ghế băng bằng đá cẩm thạch đặt dưới gốc cây dợp mát. Căn biệt thự vốn là tư gia biến thành nhà hàng, cho nên vẫn giữ được cái không khí đầm ấm riêng biệt. Ông Thiện hút tàn điếu thuốc thì vợ chồng Hà chở nhau từ nhà thẳng đến đây theo địa chỉ ông Thiện đã dặn trước. Ông Quang đã gặp Hà ở đám tang bố mình, nhưng hôm ấy bận quá ông không chú ý. Bữa nay ông mới thấy Hà có nét giống Giang, nhưng thấp hơn và đầy đặn hơn một chút. Như thế thì cũng đúng với tướng số, bởi người mặt tròn bao giờ cuộc sống cũng phẳng lặng, ít thăng trầm. Hai vợ chồng dựng xe rồi bước nhanh lại lễ phép chào ông Quang. Cháu chào chú ạ. À, chú về bên này chắc là nóng lắm phải không chú? Ông Quang cười hiền hòa, thân mật bắt tay chồng Hà rồi ân cần thăm hỏi về đời sống hàng ngày mà thật ra ông đã biết hết, bởi ông Thiện đã kể rất rõ. Chồng Hà tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty của Nhật. Mức lương kể là khá cao, nhưng vật giá cứ tăng vùn vụt nên cũng chỉ đủ sống mà thôi. Ông Thiện quăng điếu thuốc tiến lại bên ông Quang. Ông chưa kịp nói gì thì ông Quang vui vẻ bảo Hà. Chú về lần đầu nhưng mà gấp quá cháu ạ. Nghe tin ông cụ mất là chú mua vé máy bay đi liền. Thành ra không kịp mua quà cho cháu. Mấy chị em cháu thì mới chỉ có mình cháu lập gia đình. Hồi đó bố mẹ cháu có gửi thiệp báo cho chú biết, nhưng chú không về được. Hôm nay chú muốn tặng cháu một món quà, cứ coi như là quà cưới. Nhưng chú rất thực tế, để tùy cháu chọn. Cháu thích cái gì thì cho chú biết. Ông Thiện mừng rỡ bảo ông Quang. Mày phải nói bao nhiêu tiền chứ, giới hạn tối đa là bao nhiêu mới được chứ. Bây giờ nó bảo nó thích cái ô tô thì mày làm thế nào? Chồng Hà mắt sáng lên nhìn ông Quang cảm phục, rồi đưa tay bấm vào vai Hà, đồng thời ghé tai thì thầm vài câu. Hà tươi cười bảo ông Quang. Chúng cháu cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Chú bảo chú thực tế thì cháu cũng thực tế luôn. Vâng, cháu à, cháu xin chú cái laptop cho chồng cháu dùng hàng ngày trong sở. Được không ạ? Ông Quang dễ dãi gật đầu. Cháu đi mua đi, rồi chú trả tiền. Chồng Hà xít xoa kể. Chú cho chúng cháu cái này thì thật là chả khác gì mà hạn hán mà gặp mưa rào. Cháu đang cần quá là vì cái laptop của cháu nó cứ hư hoài, sửa tới sửa lui cũng vậy thôi, cứ vài ngày lại hỏng. Ông Quang bảo, nhớ vậy thì lần này cháu nên mua cách tốt, là vì quà cưới không ai tặng lần thứ hai. Mọi người cùng cười, Hà cảm động nói. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Hà vừa dứt câu thì ông bà Thiện cùng các con tới trên hai chiếc Honda. Ông Thiện, ông Quang và vợ chồng Hà đều đứng ngây người nhìn Giang. Từ yên sau bước xuống. Đã lâu lắm rồi, Giang không trang điểm, không để ý đến áo quần bề ngoài, nên hôm nay nhìn cô khác hẳn, hoàn toàn trở lại với phong độ ngày trước khi thất tình. Hà chạy lại trước mặt chị và kêu lên. Trời ơi, bà Giang hả bà? Sao hôm nay chị tôi đẹp thế này? Suýt nữa thì em không nhận ra. Rồi Hà quay sang nói với mẹ. Con nói với mẹ rồi, mẹ thấy chưa? Mẹ cứ bảo tóc dài mới đẹp. Chị Giang nè, để tóc ngắn chứ không đẹp như tiên mẹ. Đẹp mà còn sang nữa. Bà Thiện không quan tâm đến nhận xét của Hà, bởi bà đã thấy Giang trang điểm và mặc bộ quần áo thời trang giống như người mẫu từ lúc còn ở nhà. Bà đang nhìn ông Quang trìu mến. Bà vốn đã có thiện cảm với ông vì ông rộng rãi, nay lại càng quý ông hơn vì ông sắp đưa con gái bà sang chân trời mới. Bà thấy ông trẻ hẳn lại, đi bên cạnh Giang rất xứng đôi vừa lứa, mặc dầu ông hơn Giang 25 tuổi và hơn bà 3 tuổi. Nói đúng ra thì bà Thiện chẳng cần quan tâm đến vấn đề chênh lệch tuổi tác, bởi ở Việt Nam vấn đề này không quan trọng lắm. Chồng già vợ trẻ là thường, chỉ khi ra nước ngoài người ta mới thấy sự cách biệt mà thôi. Những cặp nhân tình của Mỹ thường là bạn học cùng lớp nên tuổi tác tương đương nhau. Gần đây lại có phong trào phụ nữ mê kép trẻ, cô giáo lấy học trò,
nên ngược hẳn với Việt Nam là ông già cưới vợ nhí. Giang vừa tiến lại phía ông Quang vừa mỉm cười bảo: "Mày đừng có nói quá nha, tao lại tưởng tao đẹp thật đó." Rồi Giang gỡ mắt kiếng đen gật đầu chào ông Quang: "Cháu chào chú ạ, à. Bố với chú đến lâu chưa? Mẹ cháu với chúng cháu đi sớm lắm, nhưng mà đường kẹt xe quá." Ông Quang chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì. Ông đã toan khen Giang một câu nhưng lại thôi, vì đoán chắc đêm qua ông Thiện đã nói cho cô biết việc bố cô nhờ ông bảo lãnh Giang qua Mỹ. Ông vẫn muốn giữ nguyên tình chú cháu, tránh mọi hiểu lầm về phía ông là ông có tình ý với con gái của bạn. Ông chìa bàn tay mời mọi người vào nhà hàng, đi sâu vào phía trong sát tường, nơi đã kê sẵn cái bàn hình chữ nhật 8 chỗ ngồi, khoảng khoát theo yêu cầu ông đặt trước. Ông bà Thiện kéo ghế ngồi bên nhau, cố ý để Giang ngồi ngay bên cạnh ông Quang, rồi vợ chồng Hà và hai cậu con trai. Ông Thiện bảo ông Quang: "Thực đơn ở đây thì chỉ có mình mày dành nhất, mày gọi đi." Ông Quang cầm tờ menu in lộng lẫy, quay sang bảo Giang: "Đáng lẽ thì bữa nay phải đi ăn cơm tàu theo đề nghị của cháu, nhưng mà chú muốn mời cháu lại đây ăn thử. Nếu cháu thấy không ngon thì chú sẽ mời lại một bữa khác ở nhà hàng tàu." Giang đặt cái bóp nhỏ lên mặt bàn và đáp: "Tự dưng chú cho cháu trở thành nhân vật quan trọng, chú mời cả nhà chứ có phải một mình cháu đâu. Nhưng mà chú đã nói như thế thì dù ngon đến đâu cháu cũng sẽ nói là không ngon để cho chú mời cháu lần nữa ạ." Hà nhìn chị cảm động góp ý: "Thì hôm nay chị là nhân vật quan trọng chứ đâu phải đùa. Mấy năm nay chị có bước chân ra ngoài đường đâu. Em rủ chị bao nhiêu lần chị đều từ chối hết. Chỉ nhờ chú Quang thôi nha, chị mới chịu đi. Như vậy tiệc này là bữa tiệc đãi chị chứ còn ai vào đây nữa." Bà Thiện nhìn Hà gật đầu nhất trí. Bà toan lên tiếng thì người bồi bàn bước tới cầm cuốn sổ và cây bút để nhận order. Ông Thiện gọi lại món tôm hùm đút lò ông ăn chiều hôm qua cùng với chai rượu đỏ. Ông kêu cho vợ ông món gà nấu đậu. Hai thằng con trai thì đòi ăn beefsteak. Chồng Hà muốn thử món lạ là thỏ nấu rượu chát. Hà kêu ragu. Ông Quang đề nghị Giang ăn Chateaubriand, còn ông thì ăn món cá chiên sốt cả. Trong khi chờ đợi, bồi bàn mang ra hai khay bánh mì baguette cắt thành từng khoanh ngắn cùng với những gói bơ nhỏ để mọi người ăn chơi và nói chuyện. Ông Quang cầm mẩu bánh mì, lấy dao quẹt bơ để mọi người cùng bắt chước vì ít khi họ có dịp vào nhà hàng Pháp. Ông vừa làm vừa nói: "Đi ăn chỗ lạ đó, nếu mà không biết kêu món gì thì dễ nhất vẫn là thịt bò. Bởi thịt bò dù nấu kiểu gì cũng dễ ngon." Bà Thiện lần đầu tiên vào nhà hàng Pháp cứ lóng ngóng nhìn ông Quang để bắt chước cách cầm muỗng nĩa và dao. Bà để ý thấy tiệm ăn Tây bày biện rất đẹp, muỗng nĩa sáng loáng, lại thêm đèn cầy và hoa tươi coi long trọng lắm. Nhưng thức ăn bưng ra chả có bao nhiêu. Những người lao động chân tay ít lắm cũng phải gọi hai đĩa mới đủ no. Hà chỉ cắn một mẩu bánh mì nhỏ vì muốn để bụng chờ ăn món chính. Cô ngẩng lên vui vẻ khoe với Giang ngồi đối diện: "Chị biết không, em lấy chồng mấy năm, sinh con đầu lòng rồi, bữa nay mới nhận được quà cưới của chú Quang đấy nha." Giang quay sang liếc nhanh ông Quang rồi bảo em: "Như vậy thì không lấy chồng cũng thiệt thòi ghê á. Nhưng mà chả nhẽ vì món quà của chú Quang mà phải lấy chồng." Cả nhà cùng nhìn Giang cười vui vẻ. Bà Thiện mừng nhất bởi vì tưởng ông Quang vừa cho tiền Hà. Nhưng Hà nói: "Quà của chú thực tế lắm, em xin chú cái laptop cho nhà em." Bà Thiện buột miệng hỏi: "Laptop là cái gì, đắt hay rẻ?" Giang ngượng ngùng cắt ngang: "Mẹ, mẹ hỏi kỳ quá, quà là tấm lòng chứ ai nói chuyện đắt rẻ đây." Hà tiết lộ luôn để mẹ an tâm: "Rẻ lắm thì cũng bằng một tháng lương của nhà con, còn có thể gấp đôi hay hơn nữa, tùy mình chọn loại tốt hay là xấu." Bà Thiện mừng rỡ kêu lên: Thế à, mẹ có biết gì đâu." Để che giấu niềm vui của mình, bà Thiện đổi đề tài bảo ông Quang: "Chắc là nhà tôi đã cho anh biết là tuần tới là nhà tôi phải đi làm lại. Đúng ra là sáng mai phải đi rồi đấy." Ông Quang gật đầu: "Vâng, anh Thiện có nói ạ. Không sao chị, việc làm là quan trọng. Với lại hai đứa chúng tôi cũng hết chuyện nói với nhau rồi. Tuần tới tôi ra Bắc, có thể độ 10 ngày mới quay lại đây. Định rủ anh Thiện cùng đi cho vui, nhưng anh bận thì tôi đi một mình cũng được. Vì không đi thì chả biết bao giờ mới biết miền Bắc. Sau khi tôi quay lại đây, tôi nghỉ thêm vài hôm rồi tôi về Mỹ."
Chưa gì bà Thiện đã thấy nao nao buồn vì tưởng chừng sắp chia tay quý nhân. Bà đưa mắt nhìn ông Thiện, đồng thời bấm nhẹ vào đùi ông để ngầm dục ông đề nghị cho Giang đi cùng với ông Quang trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Nhưng ông Thiện lờ đi vì thấy không nên bàn chuyện này trước mặt cả nhà, trong đó có hai đứa em trai độc thân của Giang. Ông định lát nữa trên đường về, ông sẽ nói riêng với ông Quang. Giang ăn mấy miếng thịt bò Chateaubriand rồi quay sang bảo ông Quang. Chú chọn tiệm này là chú sáng suốt hơn cháu đó. Ông Quang từ lúc nghe ông Thiện kể về hoàn cảnh của Giang, ông thấy rất tội nghiệp nên muốn tỏ ra ân cần săn sóc Giang, vừa để làm vui lòng ông bà Thiện, vừa để đưa Giang trở về với tâm trạng bình thường như ngày trước. Giống như một bác sĩ chữa bệnh tâm lý cho Giang. Nhìn Giang hôm nay, rồi phối hợp với những điều ông bà Thiện kể lại, ông hiểu được phần nào con người của cô. Bước vào tuổi đôi mươi, nhan sắc trời cho, nói năng duyên dáng, cộng với sự may mắn cả về công việc lẫn tình yêu, dễ dàng đưa cô đến cái tâm lý kiêu kỳ tự phụ, chẳng coi ai ra gì. Toàn người yêu của cô là con một đại gia vừa đẹp trai vừa học giỏi, đầy đủ những tiêu chuẩn mà con gái Sài Gòn mơ ước. Giang không thấy mình may mắn mà tự tin rằng mình xứng đáng hơn tất cả những cô gái khác. Cho đến khi bất ngờ vấp ngã vì tình, cô mới cảm thấy như bầu trời sụp xuống. Đau khổ chỉ một phần, nhưng xấu hổ với tất cả mọi người khiến cô hận đời và thu mình lại. Xưa kia đã có những người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử bị phụ tình rồi tự nhốt mình biệt giam trong lâu đài mấy chục năm cho đến chết. Chuyện ấy cũng chẳng lạ gì. Đàn ông vẫn tìm đến với Giang nườm nượp, nhưng cô không muốn gặp ai, thậm chí quăng luôn cả cái điện thoại di động và mua một đống thuốc ngủ về định tìm cái chết. Ông bà Thiện chịu đựng mấy năm như thế cho đến hôm nay cô mới thay đổi, làm cả nhà cùng ngạc nhiên và cảm động. Hôm qua ông Thiện run run bảo ông Quang: "Mày về chuyến này ạ, mày cho tao đủ mọi thứ, nhưng tao mừng nhất là con Giang nhà tao nó trở lại bình thường. Nó đánh giá mày rất cao, có lẽ vì nó nghe tao kể về cuộc sống của mày." Ông Quang cũng hãnh diện vì nhờ ông mà Giang thay đổi, nhưng ông lại lâm vào tình trạng khó xử bởi vì ông Thiện nhờ ông làm hôn thú đưa Giang sang Mỹ. Nếu ông tỏ ra quá ân cần với Giang thì cả nhà sẽ hiểu lầm là ông mê con gái của bạn. Thành ra từ hôm qua đến giờ gặp Giang, ông không còn thấy thoải mái như trước nữa. Lúc nãy khi vừa thấy cô xuất hiện trước nhà hàng, chính ông cũng giật mình vì cô đã đánh mất hẳn cái hình ảnh tầm thường ngày ngày ngồi đạp máy may mà ông tiếp xúc cả tuần nay. Hôm nay cô trang điểm vừa phải, nhưng nổi bật nhất là bộ đồ linen trắng mùa hè, làm cô vừa kiêu kỳ vừa sexy. Ông Quang lại càng phải dè dặt hơn, ông cố lấy giọng bình thản bảo Giang: "Sợ cháu khó tính, hôm qua chú phải ghé đây ăn trước, rồi mới dám mời cháu. Chú ăn thử chính món cháu đang ăn, thấy ngon chú mới gọi cho cháu bữa nay. Cháu bằng lòng là chú vui rồi." Giang uống hớp nước lạnh rồi đáp: "Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu có nói với bố mẹ cháu, chú là người rất là sành ăn. Chú mà nói ngon thì chắc chắn là phải ngon." Thật sự thì khẩu vị của mỗi người không thể là tiêu chuẩn cho người khác. Mình thấy ngon chưa chắc người khác đã thấy ngon. Huống chi có những món mà thuở chưa ra nước ngoài chú rất say mê, chỉ mong trở về để ăn lại thôi. Nhưng mà về ăn lại thì lại thấy không còn ngon như cái ấn tượng nằm trong đầu chú. Thực tế thì không phải cái món ấy bây giờ người ta nấu dở, mà là vì sau 25 năm ở Mỹ, cái taste, cái gu của chú nó đã đổi mất rồi. Ông Thiện đồng ý ngay, ông nói: "Mày nói đúng, hôm mới về mày cứ đòi tao đưa đi ăn những món mà tao chẳng bao giờ thèm ngó tới." Giang lên tiếng: "Nếu vậy thì mời nấu cơm mời chú ăn trong lúc này thì nó phiêu lưu quá, cháu chả biết thế nào là ngon. Thôi thì bố cháu cứ dắt chú ra tiệm cho tùy chú chọn cho nó chắc chứ ha." Ăn xong, ông Thiện bảo vợ chồng Hà và hai thằng con trai rút lui trước, chỉ để lại một chiếc Honda để lát nữa Giang chở mẹ về. Hà bảo mẹ: "Mẹ, nhớ nha mẹ, chiều thứ bảy nha, sang nom cháu hộ con để vợ chồng con đi ăn đám cưới. Đám cưới con gái của sếp, nhà con không đi không được. Khoảng trưa trưa mẹ sang là vừa, vì con phải đi làm tóc nữa nha mẹ." Bà Thiện gật đầu: "Tao nhớ rồi, trưa thứ bảy, ăn cơm xong rồi tao qua." Hà cúi xuống ôm vai Giang và tha thiết bảo: "Chị, chủ nhật chị có làm gì không? Sang em đi, em chở chị đi chơi. Lâu lắm rồi chị em mình không có đi với nhau gì hết à. Em sẽ bắt em coi nhà, coi con cả ngày để em đi với chị. Hay là chị cứ ở nhà rồi em sang em đón."
Giang cảm động đáp. Ừ thì có gì tao sẽ gọi di động cho mày. Tao cũng đang cần tâm sự đây, có nhiều chuyện lắm. Hà lại vui vẻ thêm. Nè em báo cho chị biết nha, có một tiệm kem mới mở đường Lê Lợi á, ngon không thể tưởng tượng được luôn. Cái tiệm mà chị em mình hay ăn mấy ngày trước á, bây giờ xuống cấp lắm rồi. Mấy năm nay thành phố mình thay đổi nhiều lắm, chị cứ ngồi nhà chả biết gì đâu. Em phải đưa chị đi một vòng cho chị biết với người ta ha. Giang gật đầu đáp. Tao bây giờ lạc hậu quá rồi mẹ ơi. Không có mày, ra phố chắc tao lạc đường mất. Rồi vợ chồng Hà kính cẩn chào ông Quang để về trước. Ông vui vẻ nhắc. Cháu cứ đi hỏi laptop đi, giá bao nhiêu thì cho bố cháu biết, chú sẽ nhờ bố cháu đưa tiền cho cháu. Chú nhắc lại là nhớ lấy thứ tốt, vì quà cưới chỉ tặng có một lần thôi. Bà Thiện khách sáo lên tiếng. Anh cho cháu nó nhiều quá. Ông Quang chỉ cười chứ không nói gì nữa. Thằng em út trao chìa khóa Honda cho Giang rồi cùng vợ chồng Hà kéo nhau ra cửa. Bốn người ngồi lại uống trà, cà phê và ăn bánh ngọt. Quán không đông lắm cho nên không ngại làm mất chỗ. Ông bà Thiện đổi chỗ thay vì ngồi cùng một phía. Hai người chuyển sang ngồi đối diện Giang và ông Quang. Từ hôm về đến giờ, ông Quang đã gặp vợ chồng Thiện quá nhiều lần. Nhưng tối nay là lần đầu tiên thấy hai ông bà ăn mặc tề chỉnh, ngồi sát bên nhau. Làm ông thốt nhớ lại gần 30 năm về trước, ông và Mỹ Linh cũng vẫn thường đi ăn với vợ chồng ông Thiện. Và cả hai thường ngồi đối diện nhau như thế này. Hôm nay thì Mỹ Linh không còn nữa, người kề cận bên ông lại là Giang. Sự hồi tưởng dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm lòng ông trùng xuống, nao nao buồn, thương nhớ người vợ đã khuất. Trước hôm lên đường về Việt Nam, ông có ra viếng mộ Mỹ Linh, đồng thời ghé nhà thờ xin lễ tạ ơn vì hai thằng con đã ra trường như mong ước của vợ ông. Ông đang ôn lại chuyện cũ thì cô hầu bàn tiến lại và hỏi. Dạ mấy anh mấy chị có còn dùng gì nữa không ạ? Ông Quang mỉm cười vì nữ tiếp viên trong nước có thói quen hễ gặp đàn ông cứ gọi bằng anh, chả cần phân biệt tuổi tác. Dĩ nhiên cô tưởng Giang là người tình hay là vợ của ông nên mới xưng hô như thế. Ông nói cảm ơn rồi bưng tách cà phê uống tiếp. Tự dưng ông thấy không khí nghiêm trọng hẳn lên vì cả hai vợ chồng ông Thiện mặt mũi đều đăm chiêu tư lự. Chỉ có Giang là vẫn bình thản nói cười như thường lệ. Bà Thiện hắng giọng, khẽ đưa mắt nhìn chồng để nhắc ông nhập đề. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Giang bảo. Lâu lắm rồi cháu không đi ăn tiệm, không đi uống cà phê. Sài Gòn mình thay đổi từng ngày một. Chỉ có mấy tháng không ra ngoài đường là mình lạc hậu lắm rồi. Huống chi cháu ngồi nhà đến mấy năm. Giang nói điều này rất thật lòng. Đúng hơn là một lời tự trách vì mình đã bỏ phí mấy năm của tuổi thanh xuân. Một thằng đàn ông bạc bẽo như Toản thì có đáng gì mà cô phải tự làm khổ mình suốt mấy năm trời. Từ nay cô sẽ bắt đầu lại, tuy muộn một chút vẫn còn hơn không. Huống chi nhìn phản ứng của người chung quanh, cô biết mình vẫn còn đẹp, chứ chưa đến nỗi tàn tạ ở tuổi 30. Bà Thiện gật đầu vui vẻ bảo ông Quang. Nó nói thật đấy, nhờ có anh về nó mới chịu tái gì, con Hà nó gọi là cái gì nhỉ? Ông Thiện vội tiếp lời vợ, tái xuất giang hồ. Đúng rồi, chữ của phim trưởng. Bà Thiện lại bấm vào đùi chồng, bà sốt ruột lắm, bà muốn chính tai bà nghe ông Quang trả lời ông có đồng ý đưa Giang qua Mỹ hay không. Ông Thiện đang lay hoay lựa lời, để vào thẳng vấn đề thì Giang lên tiếng. Thế chú bảo lãnh cháu sang Mỹ, có trở ngại gì cho chú không? Câu hỏi trực tiếp của Giang làm ông bà Thiện giật mình, nhất là ông Thiện, mừng rỡ vì con gái đã mở lời thay cho ông. Hai ông bà hồi hộp nhìn ông Quang chờ đợi. Giả như câu hỏi đó do ông bà Thiện nêu ra thì chắc chắn ông Quang sẽ trả lời quanh co để chứng tỏ mình không tha thiết. Nhưng Giang hỏi thì ông lại nghĩ khác. Như vậy là Giang muốn nhờ ông thật, chứ không phải chỉ là ý kiến của ông bà Thiện như ông đã nghi ngờ từ hôm qua đến giờ. Mà Giang đã ngỏ ý nhờ ông thì ông khó lòng từ chối. Đang bưng tách cà phê, ông đặt xuống bàn để dài dòng giải thích. Chỉ có điều thay vì trả lời Giang là nếu bảo lãnh Giang, ông không có trở ngại gì vì ông là công dân Mỹ và đang độc thân, thì ông lại tỉ mỉ nói về thủ tục di trú theo luật hiện hành của Hoa Kỳ. Ông bảo, bảo lãnh thì con đường nhanh nhất và dễ nhất là theo diện hôn phu hôn thê, tức là làm hôn thú. Nếu làm đúng thủ tục thì chỉ có 6 tháng là xong. Khi người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ thì phải làm đám cưới trong vòng 90 ngày. Người bảo lãnh có trách nhiệm phải nuôi, không được xin trợ cấp, có thế thôi. Ngừng lại một chút, ông Quang lại tiếp.
Nhưng mà gần đây cơ quan di trú Mỹ họ rất ngờ vực người Việt Nam vì có nhiều cuộc hôn nhân mua bán. Khi vào phỏng vấn, nhiều cặp gặp rắc rối bị chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có những cặp lấy nhau giả thì lại chót lọt ngay, mà có những cặp lấy nhau thật thì lại bị từ chối hoặc ngâm cả mấy năm trời mới đi được. Bà Thiện ngơ ngác hỏi: Nhưng mà làm sao họ biết mình lấy thật hay lấy giả? Là do cách trả lời khi phỏng vấn chị ạ. Cũng có trường hợp bị người ta tố cáo làm hôn thú giả để lấy tiền. Tôi có quen cái ông kia, ông ấy về cưới cô vợ trẻ ở Việt Nam rồi làm đơn bảo lãnh. Cưới thật, yêu nhau thật chứ không phải là giả. Vậy mà cô ấy bị kẹt bên này đến mấy năm, ông chồng cứ đi đi về về, vợ để hai đứa con rồi mới qua được. Giang ngắt lời ông Quang: Thì khi phỏng vấn mình cứ nói thật, đừng có nói quanh co, phải không chú? Ông Quang gật đầu: Thì đã đành là thế đấy, nhưng mà cũng phải có thêm một số bằng chứng cụ thể để người ta tin chứ. Họ hỏi đơn giản lắm, chẳng hạn như là quen nhau ở đâu, quen nhau từ bao giờ, buổi hẹn đầu tiên nhà hàng nào, khách sạn nào. Vấn đề là họ hỏi riêng từng người. Nếu hai người trả lời không giống nhau là hỏng đấy. Vậy là cháu hiểu rồi. Như vậy là chú với cháu phải học chung một bài học. Ông Quang phì cười vì nhận ra một điều là Giang vẫn rất tự tin, đúng như bản tính ngày xưa của cô. Cô nhờ ông chưa trả lời mà cứ như câu chuyện đã xong rồi. Ông nói: Học chung bài học là để trả lời cho giống nhau đã đành, nhưng cũng cần phải có hình chụp chung, rồi chẳng hạn như đi ăn tối nay này, hoặc là đi thăm thắng cảnh chỗ nào đó, chứng tỏ có thời gian quen biết nhau, chứ không phải là chỉ có thỏa thuận mua bán rồi những thư từ qua lại, hoặc email hoặc điện thoại, biên nhận OTN rồi quà tặng vân vân. Nói chung là phải thuyết phục cơ quan di trú để họ tin là hai người lấy nhau thật. Ông Thiện ngồi lắng nghe nhưng miệng nhai bánh ngọt liên tục. Những cái bánh eclair, bánh su nho nhỏ ông thấy rất ngon miệng vì không ngọt lắm. Bà Thiện thì chăm chú theo dõi câu chuyện, chưa đụng đến đĩa bánh và tách trà trước mặt. Bà chỉ nghĩ đến việc con gái bà qua Mỹ, nếu thuê người ta làm hôn thú thì phải trả đến 30.000 đô. Mà tự dưng bây giờ gặp quý nhân không mất đồng bạc nào thì quả là Chúa thương gia đình bà một cách đặc biệt. Ông Quang vừa dứt lời, bà chen vào ngay: Thế nếu thế thì tôi thấy cũng dễ. Tuần tới này anh đi Hà Nội, anh cho cháu nó đi theo, rồi cứ chụp cả một đống hình vào làm bằng chứng, có được không nào? Nghe bà Thiện đặt vấn đề, ông Quang càng ngại hơn, nhưng nể quá không nỡ nói ra trước mặt Giang. Có ông Thiện đi chung thì họa may ông còn có thể chấp nhận, chứ đi một mình với Giang thì mặc nhiên coi như ông đã đồng ý lấy Giang. Nếu không thì cũng là chủ tâm lợi dụng đưa con gái bạn vào khách sạn. Ông tự trách mình từ hôm qua đến giờ đã không trả lời thẳng ông Thiện là mình không nhận lời, để bây giờ cả nhà ông, nhất là bà Thiện, cứ tràn trề hy vọng. Chung quy cũng tại ông quá yếu lòng, nghe chuyện thất tình của Giang rồi nảy sinh xúc động nhất thời. Ông tự nhủ là phải dừng lại ngay, bây giờ vẫn còn kịp. Quyết định như thế, ông không trả lời câu hỏi của bà Thiện, không đề cập đến chuyến đi tuần tới với Giang. Ông phân vân một chút, rồi quay sang hỏi Giang: Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ sợ cháu qua Mỹ một thời gian, thấy chán quá thì cháu lại đòi về. Thì chú lại bảo lãnh người khác. Rồi cô nghiêm mặt bảo: Thôi, cháu nói là cháu nói đùa vậy thôi. Chứ cháu nói thật là mơ ước của cháu là đi Mỹ, ý cháu chứ không phải ý bố mẹ cháu đâu. Ông gật đầu nói: Chú biết. Rồi đăm chiêu nâng tách cà phê nhấp một ngụm. Ông Thiện nhắc: Mày ăn bánh đi chứ, bánh ngọt ở đây khá lắm, đúng là bánh của Tây đó, rất ít đường, khác hẳn bánh chợ lớn hoặc là made in China. Bà Thiện ngượng nghịu nhìn chồng nói: Ông rõ hay, một mình ăn hết gần cái bánh rồi bây giờ mới nhớ tới anh Quang. Không phải đâu chị ạ, tại tôi mãi nói chuyện quên cả ăn. Chị với cháu Giang ăn đi, tôi no quá rồi. Tuần tới anh Thiện phải đi làm lại, rồi tuần này để tôi tầm bổ cho anh lấy lại sức. Bà Thiện lại quay trở về đề tài cũ hỏi ông Quang: Thế hôm nào anh mới ra Hà Nội, đã lấy vé máy bay chưa? Tôi định thứ hai, anh Thiện đi làm thì tôi cũng đi luôn. Không cần lấy vé trước chị ạ, ra quầy vé phi trường lấy cũng được. Chỉ khoảng 200 đô thôi, vừa đi vừa về. Giang chen vào nói: Vậy chứ chú đi bao lâu hả chú? Ông Quang muốn nhân câu hỏi của Giang trả lời cho rõ là ông chỉ có ý định đi một mình, tránh sự hiểu lầm mập mờ cho cả nhà. Cho nên ông nhấn mạnh: Chú định ra ngoài ấy khoảng 10 ngày, ở Hà Nội vài hôm rồi chú về làng cũ ở Sơn Tây.
Chú vào Nam khi mới 4 tuổi nên hoàn toàn chưa biết gì về quê hương. Sài Gòn thì vì có bố mẹ cháu, có cô Lệ Quyên nên chú mới ở lâu. Chứ thật ra thì chú chỉ muốn về ngoài Bắc thăm chánh quán của mình thôi. Nói xong câu ấy, ông Quang giơ tay gọi Bồi tính tiền. Bốn người đẩy ghế đứng dậy bước ra hành lang. Giang chở mẹ về, còn ông Thiện đưa ông Quang lại căn nhà cô em, tương đối cũng gần khách sạn nơi ông tạm trú. Đêm hôm đó nằm trăn trở một mình trong khách sạn, ông Quang thao thức mãi không ngủ được vì chuyện của Giang. Ông chẳng ngờ chuyến này về lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ xa Sài Gòn, gặp lại người bạn cũ chí thân. Trong khi ông vui mừng sống lại những kỷ niệm tuổi trẻ rất hồn nhiên, thì lại đụng phải một chướng ngại làm ông phải bận tâm. Bạn ông nhờ ông bảo lãnh con gái sang Mỹ, ông cũng có thể giúp được vì vừa tội nghiệp hoàn cảnh của Giang, vừa vì nể nang tình bạn. Đưa Giang sang bên ấy, hoặc cho cô đi học, hoặc để cô phụ việc đứng bán hàng với con gái ông ở quầy fast food. Tính toán sơ khởi là như thế, nhưng bây giờ nằm nghĩ lại thì ông thấy không ổn. Dù thế nào đi nữa, khi ông làm giấy tờ đưa Giang qua Mỹ, ông cũng sẽ bị mang tiếng là về Việt Nam lấy vợ trẻ. Mà người đầu tiên nghi ngờ ông sẽ là con Kim, con gái ông. Chú cháu cháu chỉ là tiếng xưng hô bề ngoài để che mắt thế gian mà thôi. Thiên hạ sẽ dị nghị, các con sẽ coi thường. Nếu ông muốn lấy vợ trẻ thì thiếu gì người còn trẻ hơn Giang, việc gì phải lấy con gái của bạn mình. Mà thật sự thì cũng có lúc ông xúc động vì Giang, và ông tự hỏi sao không lấy thật mà phải lấy giả, bởi đằng nào cũng sẽ mang tiếng. Giang vừa đẹp vừa nói chuyện rất có duyên, so với ông thì Giang quá trẻ, nhưng không trẻ đến nỗi chỉ biết lấy về để rong chơi hay làm nũng. Cô đã bước vào tuổi 30, mà phụ nữ Việt Nam ở tuổi này thì thường chín chắn lắm rồi. Huống chi cô lại là con người đặc biệt, ôm hận tình đến 5 năm thì hẳn phải là một người trung thủy, người vợ đứng đắn, biết cảm nhận sự săn sóc của ông khi ông cưới về. Nhưng ông suy đi tính lại, rồi ông lại cầm lòng, cương quyết không làm hôn thú cho Giang. Ông Thiện thì không đặt thành vấn đề lấy giả hay lấy thật, đều tốt cả, miễn là Giang qua được nước Mỹ. Riêng bà Thiện thì rõ ràng là muốn ông lấy thật, vì ông đã có sẵn cơ nghiệp, bản thân ông lại là người tốt, chẳng những con gái bà sẽ được nhờ mà cả gia đình bà cũng sẽ có lợi. Nói chi đến Giang thì lúc nào cũng háo hức muốn đi, bởi cô đã trực tiếp hỏi thẳng ông: "Chú bảo lãnh cháu sang Mỹ có trở ngại không chú?" Rất may là ông vẫn còn sáng suốt để chưa trả lời thẳng. Ngày vợ ông hấp hối, tuy ông không hứa thành lời, nhưng ông đã có ý định không lập gia đình nữa. Ông ở lại nuôi hai đứa con học xong như ý muốn của vợ. Ông cũng khước từ tất cả những chuyện tình bên lề của các bà quen biết muốn kết thân với ông. Về đây, ông còn gặp nhiều cám dỗ hơn, nhiều bóng hồng vây quanh. Nhưng ông vẫn còn đủ lý trí để chưa sa ngã, chỉ còn vướng một chút giằng co vì Giang mà thôi. Ông dự định ngày mai gặp ông Thiện, ông sẽ nói thẳng để gia đình ông đừng nuôi hy vọng nữa. Ông Thiện còn nghỉ 3 ngày trước khi đi làm lại. Sáng nào ông cũng phóng xe lại phòng ngủ đón ông Quang đi sớm, uống cà phê ăn phở, rồi lang thang khắp phố phường. Có hôm đưa nhau ra tận Long Thành ăn trái cây, hoặc ra thẳng Vũng Tàu, chiều tối mới về. Chỉ có điều ông Quang luôn kiếm cớ không lại nhà ông Thiện nữa, vì ông tránh không muốn gặp Giang. Đêm nào bà Thiện cũng nóng ruột hỏi chồng: "Thế ông ấy có không rủ con Giang đi Hà Nội à?" Ông Thiện uể oải đáp: "Ông ấy không có nói mà tôi cũng ngại, chả dám gợi ý. Mình nhắc tức là mình đẩy con gái mình vào tay người ta, kỳ lắm." Bà Thiện nén tiếng thở dài, lòng buồn vời vợi. 3 hôm liền, cứ mỗi buổi tối khi ông Thiện trở về nhà, bà lại mở to mắt nhìn chồng chờ đợi. Nhưng ông Thiện vẫn chả có tin gì mới, làm bà bắt đầu mất cảm tình với ông Quang. Con gái bà đẹp như thế, nhất là hôm đi ăn ở nhà hàng Pháp, cao sang như người mẫu thời trang, thực khách ai cũng trố mắt nhìn. Thế mà lão dám hững hờ thì lạ thật. Mối lo gan ruột của hai ông bà là chỉ sợ Giang thất vọng rồi lại trở lại tâm trạng chán đời như gần 5 năm về trước, thì cả nhà bà cùng đau khổ. Bà rất hối hận là bà và chồng đã tiết lộ việc này với Giang quá sớm, khi ông Quang chưa hề trả lời dứt khoát. Trưa chủ nhật, Hà Sang đón Giang đi phố. Giang cần sắm một đợt quần áo mới để trở lại với cuộc sống văn minh mà cô đã bỏ qua mấy năm nay. Bà Thiện mừng lắm vì đã lâu hai chị em mới lại đi chung với nhau, có nghĩa là từ nay Giang không còn tự cô lập nữa.
Hà đẩy xe vào sân và hỏi mẹ. Ủa, bố đi vắng hả mẹ? Bà Thiện hững hờ đáp. Ừ thì sáng nào mà chả đưa ông Quang đi chơi, tối mệt mới về. Nhưng mà sáng mai bố mày phải đi làm lại rồi. Đi làm lại thì cũng đúng thôi, tại vì ngày mai thì ông Quang đi Hà Nội, bố mày lại ở nhà làm cái gì? Hà hơi ngạc nhiên thấy mẹ mình nhắc đến ông Quang bằng một giọng không vui, không háo hức như cả tuần lễ vừa qua. Cô nói để dò ý mẹ. Mẹ, hôm qua đó, bố có chở chú Quang lại đằng con á. Nhà con mua cái laptop tốt lắm mẹ ơi, 950 đô Mỹ, nhưng mà chú Quang chú cho luôn 1.000. Bà Thiện khẽ nhếch mép cười và bảo. Ừ, ông thì được cái lúc nào cũng rộng rãi. Bà dứt lời thì Giang từ phía sau bước ra. Hà nhìn chị hài lòng đẩy xe ra cổng. Bà Thiện đăm đăm theo dõi và vui mừng thấy Giang tươi cười hớn hở, chứ không sầu héo như bà phỏng đoán vì ba hôm nay ông Quang không đến thăm. Giang leo lên yên sau, đeo kiếng đen rồi ngoái đầu lại bảo mẹ. Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi nha mẹ, tụi con chắc về trễ lắm, còn nếu không thì con ăn cơm bên nhà con Hà nha mẹ. Giang vừa dứt lời thì Hà sang số lao đi. Trời khá nóng cho nên Hà rủ chị đi ăn kem trước rồi shopping sau. Như lời Hà đã quảng cáo, cô đưa Giang lại tiệm kem mới mở trên đường Lê Lợi và bảo. Kem dừa với kem sầu riêng, thứ nào cũng tuyệt vời hết. Mình kêu hai thứ rồi hai chị em mình chia nhau nha chị nha. Giang gật đầu đồng ý. Trong khi chờ đợi, Hà tò mò hỏi ngay. Chị Giang, hôm nọ mẹ điện cho em á, nói là chị sắp đi Mỹ với chú Quang đúng không? Chuyện đó có thật không? Có gì thì nói cho em mừng nha. Tại vì em biết chị lúc nào cũng thích đi nước ngoài hết. Giang tháo mắt kiếng mát đặt trên bàn mỉm cười đáp. Ờ, thật mà cũng như là không thật. Hà nhíu mày hỏi lại. Như vậy làm sao? Chú Quang chú làm hôn thú giả với chị đúng không? Mà nếu như thế thì chú quá tốt rồi còn gì nữa. Người ta còn đòi mấy chục ngàn đô nữa kìa. Giang gật đầu nhấn mạnh. Ừ, thì chú tốt thật. Làm gì có người tốt hơn. Nhưng mà hôm qua ta đã nói rõ với bố rồi. Để bố nói lại với chú. Hà hồi hộp ngắt lời. Chị nói gì với bố? Giang hạ giọng bùi ngùi đáp. Tao không muốn đi Mỹ nữa. Nói đúng ra là cũng chẳng phải là tao không muốn đi, nhưng mà tao đoán sai. Nhà hàng bưng ra hai ly kem. Hà ngồi đối diện, tay cầm cái muỗng nhỏ múc một thìa kem dừa đưa lên miệng, rồi mắt mở to theo dõi câu chuyện của chị. Giang thành thật kể. Thật ra đó, đầu tiên là tao tội nghiệp chú Quang. Trước khi chú ấy về, bố mẹ cứ khen hoài là chú là người đàn ông lý tưởng, trước sau chung thủy với vợ, rồi vợ chết thì ở lại nuôi con, ăn học. Tự dưng tao có cảm tình. Tao nghĩ là thà mình quen một người lớn tuổi như chú mà tính tình đàng hoàng, còn hơn là mấy thằng trẻ mà cả trớn. Thành ra hễ mà mỗi lần chú đến thăm bố mẹ, ta đều chạy ra ta nói chuyện với chú, rồi chú thì cũng hay hỏi chuyện tao. À, Giang ngừng lại để ăn kem. Hà gật đầu nói. Cái đó em hiểu rồi, tiếp tục. Giang lại tiếp. Nhưng mà trong khi mà tao tội nghiệp chú á, thì chú cũng lại tội nghiệp tao luôn. Chú nghe bố mẹ kể chuyện tao mấy năm nay rồi, tất nhiên chú cũng cảm thấy xúc động. Nhất là người ta sẵn có lòng tốt. Và vì tội nghiệp tao, cho nên khi mà bố ngỏ lời là nhờ chú giúp bảo lãnh tao á, là chú siêu lòng ngay. Hà lại ngắt lời. À, thế là hai bên tội nghiệp qua tội nghiệp lại hả? Giang cười buồn và kể nốt câu chuyện. À, đúng. Nhưng mà tao thì tao không muốn như thế. Hôm đi ăn ở nhà hàng Tây á, có cả vợ chồng mày. Mày còn nhớ chứ? Hôm đó tao phát hiện là chú chỉ hoàn toàn tội nghiệp tao thôi, chứ không hề có một tí tình cảm nào hết. Nếu mà chú yêu tao á, thì chú phải rủ tao đi Hà Nội rồi. Hôm đó mẹ nhắc đến mấy lần mà chú cứ lờ đi à. Làm hôn thú giả rồi bảo lãnh tao thì là tội nghiệp tao. Nhưng mà tao không có muốn. Tao tưởng là chú yêu tao thì tao nhận lời ngay. Hóa ra tao sai. Tất nhiên tao cũng hơi buồn vì mình đoán lầm. Giang ngừng lại, bưng cốc nước đá lạnh, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp. Mãi đến hôm qua, bố mới cho tao biết là lúc mà vợ chú Quang hấp hối, chú có hứa là không lập gia đình lại. Hứa trước mặt người sắp chết, tất nhiên phải giữ lời. Cho nên dù thích tao đến đâu, chú cũng không thể phản bội lời thề được. Biết được điều đó, tao không buồn nữa. Mà tao càng nể chú hơn nữa. Đó mới là người đàn ông hiếm có trong xã hội. Hà thở phào nhìn chị, gật đầu cảm phục. Phục cả chú Quang lẫn chị mình. Nghĩ đến toàn cách đây 5 năm đã phụ bạc. Giang cười buồn kết luận. Mày thấy số tao có buồn cười không? Cưới thằng trẻ không được, mà lấy ông già cũng không xong.
Hà nhìn chị nghiêm trang bảo: "Ơ nhưng mà ít ra nhờ chú Quang, chị còn thấy trên đời này vẫn còn có những người đàn ông tốt, chứ không phải ai cũng lếu láo như chị thường lên án." Giang gật đầu đồng ý. Cô cúi xuống mở bóp, lấy ra mảnh giấy học trò gấp làm tư, trao cho Hà và nói: "Mày đọc đi, thư của chú Quang viết cho tao tối hôm qua đó." Hà vừa cầm mảnh giấy vừa trố mắt nhìn Giang kinh ngạc. Cô tự hỏi, ông Quang đến nhà bố mẹ cô gặp Giang hàng ngày, sao lại phải viết thư? Cô tò mò mở ra và cúi xuống đọc, trong khi Giang cầm muỗng tiếp tục ăn kem. Thật ra thì chẳng phải ông Quang viết thư tình cho Giang. Ông muốn nói chuyện trực tiếp với Giang về vấn đề đi Mỹ, nhưng ông ngại gặp riêng, có thể bị hiểu lầm là hẹn hò lén lút. Mà thông qua cách nói chuyện của ông bà Thiện, nhất là bà Thiện, thì Giang rất dễ hiểu sai ý của ông, bởi ông bà Thiện khi tường thuật lại lời ông luôn luôn thêm vào cái ý kiến chủ quan của họ. Ông Quang biết rõ điều đó, cho nên ông mới tự tay viết cho Giang mấy dòng, rồi nhờ ông Thiện mang về cho con gái. Bức thư có đoạn như sau: "Nếu chú có ý định lập gia đình một lần nữa, thì cháu thật là người lý tưởng mà chú mong được đi chung nốt đoạn đường đời. Nhưng chú đã có lời hứa sẽ ở vậy, cho nên dù mến cháu đến đâu, chú cũng đành phải dừng lại. Chỉ mong chú cháu mình sẽ giữ mãi được tình chú cháu trong sáng và bền vững. Còn việc bảo lãnh cháu qua Mỹ, nếu cháu thật lòng muốn đi, thì để chú về Mỹ thu xếp công việc, rồi chú sẽ liên lạc với cháu. Chúc cháu những ngày tốt đẹp sắp tới. Chú Quang." Đọc xong lá thư, Hà cầm nguyên trên tay ngẩng lên, bâng khuâng nhìn chị. Cô chưa kịp bình phẩm thì Giang lại nói thêm: "Tao đã quyết định rồi, tao ở lại với bố mẹ, không đi đâu cả. Tao đã viết lá thư cảm ơn chú Quang. Chú đối với gia đình mình như thế là đẹp quá rồi. Chẳng nên để chú nghĩ là mình lợi dụng lòng tốt của chú." Hà càng nể thái độ của chị. Tối hôm qua ông Thiện đọc thư của Giang cũng đồng ý ngay với con, và hết sức vui mừng vì thấy Giang đã trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ riêng bà Thiện chưa biết chuyện này, nên vẫn còn mong manh hy vọng Giang sẽ đi Mỹ.